Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn thuộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đứa con tinh thần được xây dựng bởi đội ngũ các nghệ sĩ, giảng viên đến từ Nhạc viện. Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn ra đời với mong muốn nâng cao chất lượng âm nhạc của dàn nhạc Việt Nam, giúp khán giả yêu nhạc cổ điển có thêm một điểm hẹn thú vị. Đặc biệt, dàn nhạc đang định hướng về những đóng góp cho văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh qua các buổi trình diễn giao hưởng thính phòng. Vừa qua, dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn cũng đã tổ chức buổi trình diễn tại Nhạc viện Thành phố với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đã nhiều năm gắn bó với âm nhạc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ đầy tâm huyết, những người tuy còn rất trẻ nhưng tài năng và niềm đam mê dành cho âm nhạc đã được luyện rèn qua nhiều thử thách. Trong 2 giờ đồng hồ, khán giả đã được chìm đắm trong khu vườn âm nhạc ngọt ngào và lãng mạn. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang trên đà phát triển kinh tế mạnh mẽ, do đó cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho nghệ thuật lớn lên, đặc biệt là âm nhạc cổ điển, môn nghệ thuật rất cần được nâng niu và hỗ trợ. Hiện nay, dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn đang tìm sự hỗ trợ và quan tâm từ những người luôn trân trọng các giá trị nghệ thuật, để từ đó xây dựng và tổ chức được nhiều buổi biểu diễn âm nhạc chất lượng cao, giao lưu thường xuyên với các nghệ sĩ quốc tế và khu vực, mang đến những sản phẩm âm nhạc thật sự có giá trị cho người dân thành phố. Và qua đó, góp phần mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với mọi người. Thưa quý vị, những thông tin về dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình Chuyện của phố tuần này. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.